Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban tổ chức tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thăm và chúc Tết tỉnh ta. Khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại du lịch và chợ Hoa Xuân năm 2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 2, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư tỉnh ủy. Năm 2014, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là việc quán triệt triển khai cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên, tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thi đua khen thưởng. Chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những đảng bộ cơ sở nhiều năm liền không đạt trong sạch vững mạnh. Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng dần đi vào nền nếp, có chất lượng. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo chặt chẽ, khách quan và thực chất. Kịp thời tham mưu bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chất lượng được nâng lên, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, người có công theo quy định. Năm 2015, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu hướng dẫn, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, phục vụ nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Phân bổ chỉ tiêu, theo dõi đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới, thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng nhấn mạnh năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15, năm diễn ra đại hội đảng các cấp. Đồng chí yêu cầu ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh cần chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, trước hết là đại hội điểm ở cấp cơ sở, rà soát đại quy hoạch cán bộ cấp ủy để sắp xếp cán bộ. Trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, cần đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy định. Cùng với đó, cần chủ động tham mưu đề xuất giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, quan tâm đến các chi bộ, đảng bộ nhiều năm liền không đạt trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là khâu đánh giá cán bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác tổ chức xây dựng đảng. Chiều ngày 4 tháng 2, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2014, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực tham mưu đề xuất với tỉnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những giải pháp tích cực đó, thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2014 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2014, Ban đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đầu tư trên 390 triệu đô la Mỹ và gần 3.000 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp vào các khu công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mục tiêu năm 2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án mới, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các dự án, tăng tỷ lệ vốn thực hiện, tập trung cao độ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý dự án sau đầu tư,
góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt được trong năm qua. Song trước những thử thách, sự cạnh tranh lớn về thu hút đầu tư của các tỉnh lân cận, đồng chí Phùng Quang Hùng nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lao động của các nhà đầu tư. Vấn đề phát triển hạ tầng tại các khu công nghiệp như điện, nước, đường, giao thông phải được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt tại các khu công nghiệp mới như Sông Đô 1, Lập Thành 1. Bên cạnh đó, để thu hút đầu tư hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính còn vướng mắc của các nhà đầu tư thứ cấp. Thu hút đầu tư phải gắn với phát triển bền vững, bảo vệ, giữ gìn môi trường của tỉnh nhà. Coi đây là yếu tố quyết định trong công tác thu hút đầu tư thời gian tới. Sáng ngày 4 tháng 2, đoàn cán bộ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phó Tư lệnh Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh ta. Tiếp đoàn tại văn phòng tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Lê Xuân Duy đã thông báo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh toàn quân khu năm 2014, trong đó có sự phối hợp với các địa phương tổ chức thành công các cuộc diễn tập quân sự. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Lê Xuân Duy chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đón xuân mới an lành, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2015. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Trường cảm ơn đoàn cán bộ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã dành tình cảm đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Vĩnh Phúc chú trọng tổ chức các cuộc diễn tập đảm bảo sát với thực tế. Đồng chí Nguyễn Thế Trường mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 2 tiếp tục quan tâm giúp Vĩnh Phúc thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Thiếu tướng Lê Xuân Duy đánh giá cao những kết quả Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc đạt được trong công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đi thăm và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 4 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Đến thăm chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động tập đoàn Bright, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Bright trong năm 2014. Đồng thời mong muốn tập đoàn Bright tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo hơn nữa đến đời sống của công nhân lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vĩnh Phúc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Bright đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Vĩnh Phúc. Thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nội thất Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã thông báo khái quát tình hình kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Những kết quả mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nội thất Xuân Hòa đạt được đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị thời gian tới, công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Đến thăm và chúc Tết công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động tiếp tục đổi mới công tác quản lý, khai thác tốt các tiềm năng cây dược liệu sẵn có trong tỉnh, tích cực hợp tác nghiên cứu, ứng dụng bào chế ra nhiều loại thuốc tân dược mới có chất lượng, xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng thuốc với giá cả hợp lý, giúp cho người bệnh giảm chi phí. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và chúc Tết công ty cổ phần thép Việt Đức và công ty Vina CPK, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp tích cực của hai doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2015, đồng chí đề nghị hai doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất, tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
về phía tỉnh Vĩnh Phúc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển ổn định. Vĩnh Phúc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1950 trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và tái lập, Vĩnh Phúc là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, có hàng trăm di tích lịch sử văn hóa gắn với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những địa danh Đầm Vạc, Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải, di tích lịch sử Tháp Bình Sơn, Chùa Hà hay di chỉ văn hóa Đồng Đậu đã trở thành những địa chỉ du lịch và văn hóa tâm linh được xếp hạng di tích lịch sử danh thắng quốc gia. Ngọc ngọt lành nước như hương soi, thiên viện Tây Thiên thỏa lòng nguyện ước, Tam Đảo mờ sương mây trắng bồng bềnh. Với lợi thế về địa lý, kinh tế và văn hóa, Vĩnh Phúc đang có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế liên tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tổng sản phẩm nội tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số phát triển con người của Vĩnh Phúc luôn xếp trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu của cả nước. Về văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Vĩnh Phúc là tỉnh luôn chủ động vận dụng một cách sáng tạo, khoa học và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương vào sự phát triển kinh tế xã hội. 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đang ra sức phấn đấu để Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2015. 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc, 12 tháng 2 năm 1950, 12 tháng 2 năm 2015 và đón xuân Ất Mùi 2015. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sáng ngày 4 tháng 2, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2014, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Trong năm hoàn thành tổ chức lớp tập huấn cho cấp ủy cơ sở, kết nạp đảng cho 372 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 156 cấp ủy viên trong toàn đảng bộ khối. Nhiệm vụ năm 2015, Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai của Đảng ủy khối doanh nghiệp trong năm 2014, đồng thời đề nghị năm 2015 cần tập trung chỉ đạo rà soát lại các mục tiêu đã đề ra, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, đảm bảo tốt an ninh, an toàn trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, đảm bảo chính sách cho người lao động, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn, để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. Huyện ủy Tam Đảo vừa tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì ghi nhận những kết quả mà Huyện ủy Tam Đảo đã đạt được trong năm 2014, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Huyện ủy Tam Đảo cần tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tập trung chỉ đạo trong việc xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và mặt trận tổ quốc ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Sáng ngày 4 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2014, kinh tế xã hội của tỉnh có mức tăng trưởng khá, là điều kiện thuận lợi để ba trụ cột đối ngoại gồm ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, ngoài triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị với 8 tỉnh có quan hệ hữu nghị truyền thống của Lào và tỉnh Trung Trung Búc, Hàn Quốc, Vĩnh Phúc còn chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị mới với các nước Nhật Bản, Nga, Italia, Hoa Kỳ, tổ chức thành công hội thảo quốc tế về triển khai mô hình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Giáo dục Sochi Nhật Bản với các trường Trung học phổ thông Việt Nam. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp làm việc với 81 đoàn với 379 lượt khách quốc tế đến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tính đến hết năm 2014, tỉnh đã thành lập được 10 hội hữu nghị song phương nhằm tăng cường, mở rộng mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân và các tổ chức phi chính phủ các nước trên thế giới, vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển. Đặc biệt, với việc đổi mới hoạt động đối ngoại và tổ chức thành công 6 đoàn công tác xúc tiến đầu tư vào thị trường các nước tiềm năng năm 2014, Vĩnh Phúc đã thu được 84 dự án FDI và DDI, tăng 34 dự án so với kế hoạch đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Sở Ngoại vụ và công tác đối ngoại năm 2014. Để hoạt động đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới trong năm 2015, đồng chí Lê Duy Thành yêu cầu trong thời gian tới, các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Sở Ngoại vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong hoạt động hợp tác hữu nghị, hợp tác kinh tế, xúc tiến vận động phi chính phủ, từ đó cung cấp kịp thời các thông tin đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 3 tháng 2 tại Quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại du lịch và chợ Hoa Xuân Vĩnh Phúc năm 2015. Đến dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Là một trong những hoạt động nhằm chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc, chào đón Xuân Ất Mùi 2015. Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch và chợ Hoa Xuân Vĩnh Phúc năm 2015 có quy mô trên 200 gian hàng thương mại và 150 gian ô hoa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hội chợ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2015 nhằm giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch của Vĩnh Phúc trong những năm qua. Đây là dịp để các doanh nghiệp trao đổi thông tin xúc tiến thương mại du lịch, tìm kiếm thị trường, giới thiệu những sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng. Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch và chợ Hoa Xuân Vĩnh Phúc năm 2015 là dịp để tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác, liên kết xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư, mở rộng giao thương với các tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 2, đoàn thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 của tỉnh đã đi thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Đoàn thẩm định số 3 do đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Minh, thị xã Phú Yên. Tiến hành thẩm định thực tế các tiêu chí, đoàn thống nhất đến thời điểm hiện tại, xã Cao Minh đạt 18 trên 19 tiêu chí và cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Do tiêu chí chợ nông thôn không nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh đến năm 2015 nên không thực hiện. Tuy nhiên đến năm 2016, chợ sẽ có trong quy hoạch. Vì vậy, đoàn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các hạng mục công trình chợ nông thôn. Thay mặt đoàn, đồng chí Hoàng Văn Toàn đề nghị các ngành của tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc xã Cao Minh giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ban chỉ đạo xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đạt thấp, chưa đúng quy định và bổ sung các văn bản thống nhất về số liệu trong hồ sơ báo cáo. Đoàn thẩm định số 4 do đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường.
Bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Bình Dương đạt 6 trên 19 tiêu chí. Sau 4 năm, diện mạo nông thôn xã Bình Dương có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Qua thẩm định, Đoàn Thống nhất xã Bình Dương đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh gây ra các đợt rét đậm, rét hại, có thể gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của diện tích lúa mới cấy và mạ đã gieo. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, trong chương trình thời sự hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dương, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh sẽ hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật giúp bà con nông dân bảo vệ diện tích lúa mới cấy và diện tích mạ đã gieo. Đối với lại cái diện tích lúa mới cấy thì lưu ý bà con là chúng ta cần phải duy trì một lớp nước từ 2 đến 3cm ở trên mặt ruộng. Đặc biệt là chúng ta không được bón phân đạm và phun các loại phân bón lá cho cây lúa. Chỉ khi nào mà nhiệt độ ấm trở lại thì bà con mới tiến hành là bón thúc kết hợp với làm cỏ sục bùn để kích thích rễ ra và kích thích lúa để nhánh. Đối với là cái diện tích mạ hiện nay đã đảm bảo tuổi mạ để cấy, tuy nhiên thì do cái điều kiện thời tiết lạnh thì chính vì vậy là chúng ta sẽ tiến hành là ngừng cấy. Bà con chỉ tiến hành cấy khi mà nhiệt độ bình quân một ngày là trên 15 độ C. Thế đối với diện tích mạ này thì chúng ta tuyệt đối là không được bón đạm. Bà con có thể kết hợp là bón cho bếp và duy trì cái lượng nước săn sắt cái luống mạ ban ngày. Bà con tiến hành là rút nước và ban đêm thì đưa nước vào để giữ ấm cho mạ. Ngoài ra thì chúng ta cần phải áp dụng triệt để biện pháp che phủ ni lông như làm vòm cao, dùng các loại ni lông có cái độ sáng để giữ ấm cho mạ, và đặc biệt là chúng ta cần phải căng ni lông đảm bảo cái vòm vững chắc để nếu như gặp gió to thì không bị tốc mái và không bị rách ni lông. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh huyện Lập Thạch đã tích cực tham gia phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu để cụ thể hóa việc làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh huyện Lập Thạch hiện có trên 8.700 cán bộ hội viên, sinh hoạt ở 20 chi hội cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị, tích cực vận động cán bộ, hội viên hăng hái tham gia thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2014, thì trên cơ sở kết quả thực hiện của 2013, thì chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo hội cựu chiến binh trong toàn huyện tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chính sau đây. Một là hội cựu chiến binh là gương mẫu đi đầu trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân và hội viên tham gia thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai là vận động hội viên tiếp tục là gương mẫu đi đầu trong việc là hiến kế, hiến công, hiến tài sản của mình để phục vụ cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chúng tôi phát động cái phong trào mỗi hội viên tham gia ủng hộ một ngày công. Cho nên đến hết năm 2014, 18 xã xây dựng nông thôn mới đều đã tham gia lao động công ích. Trong đó nổi nhất là xã Bắc Bình và xã Triệu Đề là hai xã mà về đích trong năm 2014. Tiêu biểu là Hội Cựu chiến binh xã Triệu Đề đã hiến trên 2.000 m2 đất để làm đường giao thông, cùng với số tiền gần 40 triệu đồng và trên 300 ngày công lao động. Hội Cựu chiến binh xã Văn Quán hiến gần 9.000 m2 đất và trên 1.500 ngày công lao động. Trong số đó, điển hình là cựu chiến binh Nguyễn Hữu Bắc ở thôn Mỹ Ân, xã Văn Quán. Ông Bắc là người đã tham gia hiến trên 400 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đối với bản thân tôi thì là gia đình tôi thì ngoài cái chỉ tiêu phải đóng góp thì là gia đình cũng đã hiến góp đất để là làm đường giao thông nông thôn là khoảng là đất các loại là khoảng 480 m2 để mà phục vụ cho cái công cuộc đổi mới của cái công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được cái kết quả đối với
là xã nhà. Nhờ những đóng góp tích cực của các thế hệ cựu chiến binh, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huyện Lập Thạch có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới của năm 2013-2014, là xã Tử Du, Thái Hòa, Triệu Đề, Bắc Bình. 4 xã dự kiến đến hết năm 2015 đạt và cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới là Sơn Đông, Xuân Hòa, Vân Trục, Hợp Lý. Số xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chí. Qua hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2014 đạt 20 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 60%, hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.